Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riding on Kamen Rider Gacha. Tập 32 vừa được công chiếu vào chủ nhật tuần này đã đưa chúng ta rất nhiều thông tin cũng như những sự kiện sắp tới sẽ xảy ra trong Gacha. Nổi bật nhất có lẽ là đám quân tiên phong của 100 đã đổ bộ xuống thế giới của Gacha. Có lẽ là truy lùng bảo vật thứ sẽ giúp cho Legend nâng cấp thành Rider hình dạng mới, Legendary Legend. Và sự hiểu lầm dẫn tới việc Legend và Gacha hợp tác sẽ dẫn đám quân 100 này tấn công Gacha cũng như thế giới của anh ấy. Việc này càng khẳng định rõ hơn khi đám quân tiên phong đã bị tiêu diệt. Trước khi ra đi, hắn ta đã triệu hồi 3 vị tể tướng của 100 đến thế giới của Gacha và bọn chúng sẽ không để yên cho thế giới này. Một số điều kỳ lạ vẫn chưa được giải quyết trong tập 32, đó là Gacha dường như không nhớ đám quân 100 cũng như sự xuất hiện của Legend. Có thể anh ấy đã mất ký ức khi quay về thế giới thật. Và đây cũng là điều hợp lý khi biên kịch cũng như đạo diễn không muốn những người chưa xem nội dung Kamen Rider Legend được chiếu trên một nền tảng hoàn toàn khác chứ không chiếu trực tiếp trên TV, gây sự tò mò cho người xem để họ tìm kiếm bộ phim Legend cũng là điều hết sức thú vị. Đó là những nội dung cơ bản của tập 32. Chúng ta sẽ cùng đến với những phần trailer của tập 33. Trận chiến ba tên tể tướng đã diễn ra, thành phố đã bị bọn chúng tấn công và đại loạn. Có lẽ mục đích của chúng ngoài việc thu thập sức mạnh của Legendary còn là để hủy diệt thế giới Gacha để trả thù cho đám quân tiên phong đã hy sinh tại đây. Giống như tên thủ lĩnh ở thế giới của Legend, ba tên này cũng có thể biến thành những Dark Rider Eternal trong W, Dark Kiva trong Camera Kiva. Với hình dạng của một nữ chiến binh, cô ta đã có được trang phục của Claire, không phải Claire 2 như Beroa. Cả ba quyền năng của ba Rider này đều cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ bọn họ sẽ bán hành cho toàn bộ dàn nhân vật chính trong tập tiếp theo. Những phân cảnh ăn hành ngập mồm cũng được diễn ra. Eternal đánh cho Gacha hình dạng cơ bản sắp mặt. Với hình dạng của Claire, cô ta dễ dàng đã bại Varvaras cũng như Mace với những khối cầu tấn công độc lập, màn năng lực đặc trưng của Claire và cuối cùng là màn thể hiện của tên Dark Kiva đối mặt với Level X của Gacha. Tất cả những form này đều chỉ là những form cơ bản. Gacha vẫn chưa hề sử dụng được sức mạnh của Iron và Platinum. Điều này cũng khá là hợp lý. Chương lần này cũng sẽ là debut cho Legendary Legend, nên việc Gacha ăn hành một chút cũng là điều có thể hiểu được. Và cuối cùng sự xuất hiện của Kaguya, anh ấy đã trở lại với sức mạnh hoàn toàn mới của Legend. Khẩu súng nguyên thoại đã rơi vào tay của vị chủ nhân của nó. Đó là những gì đã diễn ra trong đoạn trailer. Chúng ta cùng đến phần phân tích cũng như một số hình ảnh được leak ra trong tuần này nhé. Đầu tiên là vì tại sao Legend lại biến mất khỏi thế giới của anh ấy? Có lẽ để hoàn thành sức mạnh của Legendary. Sức mạnh này lại mang danh đến từ đám 100. Có khả năng sức mạnh này vẫn chưa hoàn thiện. Nó cần có mảnh ghép cuối cùng là sự tỏa sáng của Gacha. Và đây cũng là lúc thích hợp để đến với Gacha khi anh ấy đã có form Platinum. Cũng là lúc thật sự Hotaro đã tiến triển rất nhiều so với lại lúc mà mới gặp Legend. Kaguya cũng vì ước vọng của mình khi muốn gặp lại Hotaro đã đến thế giới của Gacha từ trước, nên bảo vật Legendary Legend có lẽ sẽ bay tới vị trí của Legend giúp anh ta thực hiện và chuyển hóa thành phần cuối. Về phần những trận chiến của Gacha, cả ba tên Dark Rider đều chưa thể hiện quá nhiều sức mạnh. Có lẽ người sở hữu sức mạnh của Claire sẽ vẫn bán hành cho hai Rider phụ một cách đầy nhiệt tình và vẫn chưa thể nào bị đánh bại. Còn về phần tên Dark Kiva cũng như Eternal, bọn chúng đều phải đối mặt với Gacha. Và như trong trailer, một hình ảnh của Gacha thường và Gacha X thì có lẽ hình dạng Gacha X đã đả bại thành công Eternal, nên tên Dark Kiva mới tham chiến với sự thất vọng về đồng đội của mình. Với tình trạng như tập 31 thì chương cuối của Gacha có lẽ sẽ là một mớ hổ lốn, như trong series của Zio khi triệu gọi quá nhiều nhân vật khác trở lại, nhất là đám Dark Rider, hệt như những gì xảy ra ở chương cuối của Zio. Và việc một số tin đồn Kamen Rider Jin trong series Outsider cũng sẽ xuất hiện trong series của Gacha càng làm cho mọi thứ hỗn loạn hơn. Nên có thể Legend sẽ là những sự kiện thoáng qua, tên vua bóng tối này mới thật sự là kẻ thù cuối cùng. Còn việc Legend xuất hiện không tham chiến với Gacha tới xuyên suốt cả series, đây chỉ là sự kiện để debut cho phần cuối của Legend mà thôi. Một trong ba chị em bóng tối trong hai hình ảnh được leak ra, cô ta đã đứng trước mặt vua bóng tối và trở lại hình dạng bình thường. Vậy có nghĩa là hình dạng kia sẽ chính thức là hình dạng chiến đấu thuần túy của cô ta. Thay vì trở thành quái vật, cô ấy sẽ mặc vào bộ giáp nhìn còn tệ hơn cả quái vật để chiến đấu. Và với phân cảnh trái nổ như thế này, không gian này có lẽ cô ta chính là người đến trợ giúp cho Varvaras và Mace trong trận chiến với Claire. Và với trận chiến của X, Eternal cũng như là hình dạng của Clotho đến đối đầu với Claire,
cả hai rider này cũng sẽ bị tiêu diệt và nhường phần sân còn lại cho tên Ducky Va bị Legendary Legend bán hành. Nếu các bạn đã quên, trong series của Kamen Rider DK, trong lúc anh ấy biến thành hình dạng Complete Form, DK chỉ hoàn toàn đánh bại ba tên Duck Rider đi theo Ducky Va, chứ chưa bao giờ chạm trán thực sự với Ducky Va. Hắn ta đã bỏ trốn. Vậy đây cũng là lúc thích hợp để Legendary Legend bán hành cho Ducky Va. Một trận chiến còn dang dở vẫn sẽ tiếp tục. Về khả năng của Legendary Legend vẫn còn là một ẩn số. Liệu nó sẽ triệu hồi lên sức mạnh của Rider với những bản clone như Kamen Rider DK Complete Form, hay sẽ xịn sọ hơn hoàn toàn khi kết hợp sức mạnh đó vào trong bản thân, hoặc sẽ triệu hồi hàng loạt giống Grand Zio. Đó là tất cả những thuyết của mình xoay quanh Cover Gacha trailer của tập 33. Mình là Ryan On, nếu bạn hay like, subscribe cho kênh của mình nhé. Bye.